Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay thì sẽ cùng các em đi chữa bài số 1 các số 0 1 2 3 4 5 nội dung được trích ở trong cuốn sách bài tập hàng ngày toán 1 tập 1 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối chủ từ với cuộc sống. Phần 1 phần trắc nghiệm. Câu 1 số hỏi chấm chúng ta cần tìm số thích hợp để điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta có bức tranh ở đây các em sẽ cùng đếm xem có mấy chú thỏ nhá. 1 2 có 2 chú thỏ. Như vậy số chúng ta cần điền là số 2. Vậy các em nhìn số 2 đâu? À đáp án B đúng không? Địch là số 2. Câu 2, số hỏi chấm, chúng ta cần điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm tên là cái củ màu đỏ này. Các em quan sát hình bên xem cây này có mấy cây nhá. Chúng ta cùng đếm này. 1 2 3 4. À, như vậy có 4 cây này đúng không? Vậy các em quan sát trong bốn đáp án ở đây Đâu là số 4 nhỉ? À đáp án D đúng không? D 4 Chúng ta khoanh vào D Chúng ta sang câu số 3 Để bài yêu cầu chúng ta quan sát bức tranh Nó quan sát bức tranh đây Và chúng ta điền số thích hợp vào trong dấu hỏi chấm Câu 3 này Số hỏi chấm Xem có mấy chú gấu trúc nhá Đây chú gấu trúc này Các em quan sát và đếm này 1 này 2 3, 4, 5. À, gia đình gấu trúc này gồm có 5. 5 gấu đúng không? Gồm có gấu bố, gấu mẹ và ba gấu và gấu con. Như vậy chúng ta điền số 5. Vậy số 5 đâu? À đây là vấn đề số 5 này. Chúng ta sang tiếp câu số 4. Số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta quan sát xem có mấy chú chim đang đậu trên cành nhá. À đây này. 1 này. 2 này và một chú chim ở đây là ba như vậy có 3 chú chim chúng ta điền số 3 vậy đáp án c 3 câu 5 số đây cây trúc đúng không cây trúc và cây tre chúng ta quan sát bức tranh xem cây trúc cây tre có mấy cây nhá một này hai cây ba cây và 4 cây như vậy có 4 cây cả một cây nhỏ nhỏ nữa vậy có bốn cây chúng ta sẽ đáp án c 4 câu 6 này chú này chú gì đây À chú rùa đúng không? Trong quan sát bức tranh của chúng ta có chú rùa nào không? Ừ, phải nhìn phải chả thấy chú rùa nào cả Không có một chú rùa nào trong bức tranh này cả Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A Không có chú rùa nào cả Chúng ta sang phần 2 với bài số 1 Bài 1 là bài yêu cầu viết số Thì việc của các em chúng ta sẽ viết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 này theo mẫu này Thì chúng ta đã có các chấm đánh dấu này và các nét mở này thì các em sẽ tô chúng ta ôn tập cách viết số này nhé bài số 2 chúng ta cần điền số thích hợp vào trong ô trống chúng ta có này Bước tranh đầu tiên có mấy chú chó các em nhỉ à có 1 đúng không vậy chúng ta điền số 1 bức tranh số 2 có 1, 2, có 2 chú mèo vậy chúng ta điền số 2 bức tranh số 3 chú gì đây, à chú sóc thôi đúng không có 1 2 3 cái chuột chuột đấy, 3 chú chuột. Chúng ta điền số 3. Bức tranh tiếp theo có 1 2 có hai chú cá và điền số 2. Bức tranh tiếp theo đây là quả tàu, quả đào đúng không? Quả đào có 1 2 3 4 5, có 5 quả đào, chúng ta điền số 5. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem có mấy chú vịt nhá. 1 2 3 4 à có 4 chú vịt. Một chú vịt to và ba chú vịt con đúng không? Chúng ta điền số 4. Đây là hình ảnh con gì đây? À con trâu đúng không? Có 1 2 có hai con trâu chúng ta điền số 2. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem có mấy chú rùa này. 1 2 3 có 3 chú rùa chúng ta điền số 3. Bức tranh tiếp theo chúng ta xem có 1, 2, có hai chú tỏ chúng ta điền số 2 bức tranh này có một chú chim chúng ta điền số 1 bức tranh này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 có 5 bông hoa chúng ta viết số 5 bức tranh tiếp theo quả gì đây à quả bí ngô đúng không có 1, 2, 3 có 3 quả bí ngô chúng ta điền số 3 như vậy chúng ta đã chóng hoàn thiện xong bài tập số 2 bài tập biến số. Chúng ta sang bài số 3 để bài yêu cầu nối theo mẫu. Chúng ta quan sát bức tranh này. Cái chấm tròn này nó đại diện cho cho số số cái bánh. Đây, chúng ta thấy này. Một này tương ứng với một cái bánh này. Vậy chúng ta xem bức tranh này có mấy cái bánh nhá. 1 2 3 4, bốn cái bánh tương ứng với bốn chấm tròn. 1 2 3 4 nối với nhau này. Vậy số 4 đâu? À số 4 đây đúng không? Nó nối với đây. Rồi. 1 2 3 4 5. Có 5 miếng bánh chúng ta nối với số 5. 5 trứng tròn đây, 1 2 3 4 5 và nối với số 5. Bước tranh tiếp theo chúng ta có 1 2 có 2 miếng bánh, 1 2 tương ứng với 2 trứng tròn màu đỏ. Chúng ta nối với nhau. Và bức tranh cuối cùng chúng ta có 1, 2, 3. Có 3 miếng bánh tương ứng với 3 chấm tròn. 1, 2, 3. Và chúng ta nối với số 3. Chúng ta xong tiếp với bài số 4. Để bài yêu cầu chúng ta đường số thích hợp vào trong ô trống. Chúng ta có bức tranh. Và chúng ta quan sát bức tranh để chúng ta ghi số nhé. Đầu tiên chúng ta quan sát xem có mấy chữ chuồn chuồn nhé. 1, 2, có hai chữ chuồn chuồn. Vậy các em điền số 2 ở đây. Tiếp theo chú ong này. Quan sát chú ong cho có mấy chú ong nhá 1, 2, 3. Có 3 chú ong. Chúng ta điền số 3. Bông hoa này. 1, 2, 3, 4. Có mấy bông hoa nhỉ? À có 4 bông hoa. Chúng ta điền số 4. Ốc sen. Các em quan sát có chú ốc sen nào không? Ốc sen à? Ốc sen. Quan sát gì? Nhìn là không có ốc sen nào đúng không? không có chỗ offset nào cả chúng ta điền số 0 bức tranh tiếp theo đây là chú cao cao Cào cao cào cào thì có, 1. có một có 1 chú cao cao thôi chúng ta điền số 1 tiếp theo là hình ảnh chú kiến đang tha mồi đúng không 1, 2, 3, 4, 5 có 5 chú kiến con sắt để ý kỹ này Ở sau cây những chú kiến đúng không 1, 2, 3, 4, 5 Và chúng ta điền số 5 rồi hình ảnh đám mây. Đám mây chúng ta quan sát xem đám mây nhá. 1 2 3 4. À có 4 đám mây. Vậy chúng ta điền số 4. Hình ảnh mặt trời thì sao? À thầy nhầm một chút nhá. Đám mây chúng ta có 1 2 3 4 5 có 5 đám mây đấy. Ở dưới có mặt trời nữa. Vậy chúng ta điền số 5 game nhá. Rồi hình ảnh mặt trời chúng ta có một ông mặt trời. Vậy các em điền số 1. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài số 4 cũng là bài tập cuối cùng của tiết 1 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể theo dõi những các bài giảng tiếp theo của thầy.